lại vì nghĩa hiền thọ dụng cảnh tầng thượng kiến lập sáu căn, vì nghĩa ẩn thọ dụng cảnh tầng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa thọ dụng thời khắc ngàn mé cảnh giới tầng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa thọ dụng cảnh giới phát sanh tạp nhiễm tầng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa lập thanh tịnh tầng thượng kiến lập tám căn. Lại vì nghĩa ở nơi nội môn thọ dụng cảnh giới tầng thượng kiến lập sáu căn, vì nghĩa ở nơi ngoại môn thọ dụng cảnh giới tầng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa thọ dụng nội thân tầng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa thọ dụng ngoại cảnh cùng với nội thân phát sanh tạp nhiễm tầng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa đối trị tạp nhiễm an lập thanh tịnh tầng thượng kiến lập tám căn. Lại vì nghĩa nương vào đoan nghiêm tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa năng khiến nương theo đó tùy chuyển tự tại tăng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa nương vào an trụ tăng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa nương vào xuất sanh tăng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa nương vào tổn ích tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa nương vào giải thoát tăng thượng kiến lập tám căn. Lại vì nghĩa hiển rõ sự hữu tình tăng thượng kiến lập sáu căn, vì nghĩa sự sanh của hữu tình tăng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa sự khiến hữu tình hoặc sống hoặc chết tăng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa hiển các hữu tình thọ dụng cảnh giới tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa hiển phương tiện sanh thủ thắng của các hữu tình tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa hiển phương tiện định thủ thắng của các hữu tình kiến lập ba căn. Lại vì nghĩa hiển rõ sự hữu tình tăng thượng kiến lập sáu căn, vì nghĩa hiển rõ tăng trưởng của hữu tình tăng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa hiển rõ thọ mạng của hữu tình dần dần tổn giảm tăng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa hiển rõ hưng thạnh suy tổn của hữu tình tăng thượng kiến lập năm căn, nghĩa hiển rõ công đức lỗi lầm của hữu tình tăng thượng kiến lập tám căn. Lại vì nương danh như vậy kiến lập sáu căn, vì nương chủng như vậy tánh như vậy kiến lập hai căn, vì nương trường thọ như vậy sống lâu như vậy thọ mạng giới hạn như vậy kiến lập một căn, vì nương ăn như vậy thọ khổ vui như vậy kiến lập năm căn. Nên biết các căn đây nương phẩm tại gia mà thi thiết kiến lập, vì nương tín như vậy, tinh tấn như vậy, cho đến tuệ như vậy, hướng như vậy, quả như vậy mà kiến lập tám căn. Nên biết các căn đây nương phẩm xuất gia mà thi thiết kiến lập. Lại vì nghĩa nương hành giả tu tập phòng hộ căn bổn tăng thượng kiến lập sáu căn, vì nghĩa kham năng xuất gia chứng quả sa môn tăng thượng kiến lập hai căn, vì nghĩa tích tập phẩm thiện tăng thượng kiến lập một căn, vì nghĩa hành theo chánh biết tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa chứng quả sa môn tăng thượng kiến lập năm căn, vì nghĩa chứng quả sa môn tăng thượng kiến lập ba căn. Trong Ốt Đà Nam nói, theo cảnh giới chuyển thầy do hiển và nội môn trang nghiêm hai hữu tình giả thiết phòng hộ thầy. Hỏi: nhãn căn làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp đã thấy, nay thấy, sẽ thấy các cảnh sắc. Như vậy sở hữu tác nghiệp của nhĩ căn cho đến ý căn nên biết cũng vậy. Hỏi: nam căn nữ căn làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp nhiếp thọ cha mẹ vợ con thân thích quyến thuộc xoay vần. Hỏi: mạng căn làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp khiến các hữu tình rơi trong số giữ gìn tồn tại sống còn. Hỏi: căn nhiếp thuộc thọ làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp khiến các hữu tình lãnh nạp tất cả việc hưng thạnh suy tồn. Hỏi: các căn như tín làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp năng sanh các cõi thiện và năng viên mãn tư lương niết bàn. Hỏi: ba căn sau cùng làm những nghiệp gì? Đáp là tạo nghiệp năng ở hiện pháp hướng đến chứng niết bàn. Hỏi: các căn như vậy bao nhiêu là thật có, bao nhiêu là không thật có? Đáp: 16 là thật có, 6 là không thật có. Hỏi: sắc nhiếp bao nhiêu? Đáp: 7. Hỏi: tâm nhiếp bao nhiêu? Đáp: 1, ít phần của 3. Hỏi: tâm pháp nhiếp bao nhiêu? Đáp: 10, ít phần của 3. Hỏi: tâm không tương ưng hành nhiếp bao nhiêu? Đáp: 1. Hỏi: hữu vi nhiếp bao nhiêu? Đáp: tất cả căn là hữu vi, không có căn là vô vi. Hỏi: hai căn nam và nữ thuộc phần căn nào? Đáp: thuộc phần căn thân. Hỏi: ba căn sau cùng thuộc những phần căn nào? Đáp: thuộc chín căn. Ý căn, năm căn là tinh tấn, niệm định, tuệ căn và căn lạc, căn hỷ, căn xả. Hỏi: mạng căn thuộc những phần căn nào? Đáp: mạng căn không thuộc phần căn nào.
Vì nương theo nghiệp trước dẫn dắt phần giới hạn thọ lượng quyết định mà được kiến lập chỉ là giả có. Hỏi bao nhiêu căn thiện, đáp hoặc 8 hoặc 5, ít phần của 6. Hỏi bao nhiêu căn bất thiện, đáp ít phần của 6. Hỏi bao nhiêu căn vô ký, đáp 8 ít phần của 5. Hỏi bao nhiêu căn có dị thục, đáp 1 ít phần của 10. Hỏi bao nhiêu không dị thục, đáp 11 ít phần của 10. Hỏi bao nhiêu căn trợ bạn có dị thục, đáp 3 căn rốt sau đang làm trợ bạn có pháp dị thục khả ái, khiến truyền chuyển sáng, sạch, mạnh mẽ, năng quyết định chiều cảm dị thục là trời người. Hỏi bao nhiêu căn là dị thục, đáp 1 ít phần của 9. Hỏi bao nhiêu căn có chủng tử dị thục, đáp tất cả đều có. Hỏi bao nhiêu căn chẳng phải dị thục, đáp 12 ít phần của 9. Hỏi bao nhiêu căn là dị thục sanh, đáp cũng nhiếp thuộc tất cả chủng tử vì dị thục sanh khởi. Hỏi bao nhiêu căn hệ buộc dục giới, đáp 4 ít phần của 15. Hỏi bao nhiêu căn hệ buộc sắc giới, đáp 10 ít phần của 5. Hỏi bao nhiêu căn hệ buộc vô sắc giới, đáp ít phần của 8. Hỏi bao nhiêu căn không bị hệ buộc, đáp 3 ít phần của 9. Hỏi vị trí địa có bao nhiêu căn khả đắc, đáp 10. Hỏi nếu vị trí địa mà có hỷ căn, cớ sao chẳng kiến lập hỷ của sơ tịnh lự địa, đáp do hỷ ở sơ tịnh lự địa có thể chuyển biến. Hỏi hỷ có ở địa kia, vậy lấy gì làm chứng, đáp như thế tồn dạy bí rồi, như vậy đi sanh hỷ lạc, thấm nhuần nơi thân, thấm nhuần trải khắp, hỷ duyệt trải khắp, không có chút phần nào mà không sung mãn, như vậy gọi là đi sanh hỷ lạc. Trong đây môn ban đầu nói vị của vị trí, môn sau nói về vị căn bản. Hỏi ở sơ tịnh lự địa bao nhiêu căn khả đắc, đáp 18. Đệ nhị tịnh lự địa cũng vậy. Hỏi đệ tam tịnh lự địa có bao nhiêu căn khả đắc, đáp 17. Hỏi đệ tứ tịnh lự địa có bao nhiêu căn khả đắc, đáp 16. Hỏi không vô biên xứ địa có bao nhiêu căn khả đắc, đáp 11. Như không vô biên xứ địa thì thức vô biên xứ địa và vô sở hữu xứ địa cũng vậy. Hỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ địa có bao nhiêu căn khả đắc, đáp 8. Hỏi các căn nhiếp thuộc sơ tịnh lự địa gọi là hữu lậu hay vô lậu, đáp nên gọi cả hai chủng. Như căn nhiếp thuộc sơ tịnh lự địa cho đến các căn nhiếp thuộc vô sở hữu xứ địa nên biết cũng vậy. Các căn nhiếp thuộc phi tưởng phi phi tưởng xứ địa gọi là hữu lậu. Đây ở trong phạm vi chủng loạn mà nói, nếu trong phạm vi tương tục thì phải nói cả hai chủng là hữu lậu và vô lậu. Lại do giải thoát phiền não khiến các căn kia thành tánh vô lậu, như hữu lậu vô lậu thì nên đoạn, không nên đoạn thế gian xuất thế gian nên biết cũng vậy. Hỏi nếu sanh ở dục giới thành tựu bao nhiêu căn, đáp bao gồm hết thảy. Hỏi nếu sanh ở địa ngục thành tựu bao nhiêu căn, đáp 8 chủng tử hiện hành đều thành tựu, trừ 3 còn lại hoặc thành tựu hoặc không thành tựu. Ba đầy trong phạm vi hiện hành thì không thành tựu, trong phạm vi chủng tử nếu thành tựu gọi là pháp bát niết bàn, nếu không thành tựu gọi là không pháp bát niết bàn. Ba chủng khác vì hiện hành thì không thành tựu, vì chủng tử thì thành tựu. Như sanh trong cõi địa ngục chỉ một hướng khổ thì bằng sanh ngã quỷ nên biết cũng vậy. Nếu cõi thọ vui khổ lẫn tạp, ba chủng sau cũng hiện hành thành tựu. Hỏi nếu sanh trong cõi người thành tựu bao nhiêu căn, đáp bao gồm hết thảy. Như sanh trong cõi người thì sanh trong cõi trời cũng vậy. Hỏi những người khuyết căn thành tựu bao nhiêu căn, đáp trừ 5 căn còn lại đều có đủ. Hỏi những người đủ căn thành tựu bao nhiêu căn, đáp có tất cả. Hỏi những người bán nữ thành tựu bao nhiêu căn, đáp trừ 5 căn còn lại có đầy đủ. Hỏi nữ thành tựu bao nhiêu căn, đáp bao gồm 21 căn. Hỏi nam thành tựu bao nhiêu căn, đáp cũng có 21 căn. Hỏi những người hai hình thành tựu bao nhiêu căn, đáp bao gồm 19 căn. Hỏi người đoạn thiện căn thành tựu bao nhiêu căn,
đáp trừ 8 căn còn lại đều có đủ. Hỏi, người không đoạn thiện căn thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm hết thảy. Hỏi, các dị sanh thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, 19 căn trừ 3 căn sau cùng. Hỏi, những người kiến đế thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm hết thảy. Hỏi, hữu học thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 21 căn. Hỏi, vô học thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 19 căn. Hỏi, hướng quả dự lưu thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 20 căn. Hỏi, quả dự lưu thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, cũng bao gồm 20 căn. Nhiều quả dự lưu thì hướng quả nhất lai, quả nhất lai, hướng quả bất hoàn, nên biết cũng vậy. Hỏi, quả bất hoàn thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 19 căn. Như quả bất hoàn thì hướng A-la-hán cũng vậy. Hỏi, A-la-hán quả thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 19 căn. Hỏi, nếu sanh ở sắc giới thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 18 căn. Hỏi, nếu sanh ở vô sắc giới thành tựu bao nhiêu căn? Đáp, bao gồm 11 căn. Hỏi, nếu ở dục giới mất đi mà sanh trở lại dục giới thì xả bao nhiêu căn, được bao nhiêu căn? Đáp, trong phạm vi các căn có sắc hoặc xả các căn khuyết, được các căn khuyết, hoặc xả các căn khuyết, được các căn đủ, hoặc xả các căn đủ, được các căn đủ, hoặc xả các căn đủ, được các căn khuyết, hoặc xả các căn kém, được các căn kém, hoặc xả các căn kém, được các căn diệu, hoặc xả các căn diệu, được các căn kém, hoặc xả các căn diệu, được các căn diệu hơn. Ý căn, mạng căn diệu, kém xả được, nên biết cũng vậy. Nếu các căn thọ diệu kém xả được thì theo chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Đều trong phạm vi quả dị thuộc nên có sự sai biệt. Nếu các thiện căn trong phạm vi quả đẳng lưu thì trước xả kém về sau được diệu, vì không do sành vậy. Xả diệu được kém vì về sau tả phương tiện vậy. Bà càng rốt sau ở tất cả vị đều trái với tướng sanh nên không thuyết. Hỏi, từ dục giới mất sanh ở sắc giới xả bao nhiêu căn, được bao nhiêu căn? Đáp, xả tất cả căn của địa dưới, được tất cả căn của địa trên. Như từ dục giới mất sanh ở sắc giới thì từ sắc giới mất sanh ở vô sắc nên biết cũng vậy. Ba căn sau cùng do phương tiện chứng của sa môn mà được, chẳng do chết mà sanh. Trước do lực tu tập nhậm vận giữ gìn, về sau qua đẳng lưu truyền chuyển thành tựu mà sanh, lại đầy năng làm duyên sanh quả dị tục, khiến chuyển chuyển sáng sạch mạnh mẽ. Trong Út Đà Nam nói, nghiệp thật có sắc thảy, thiện thảy, dị thục thảy, hoặc giới hoặc các địa và tử sanh được xả. Hỏi, bao nhiêu căn do nghĩa cảnh giới mà được gọi là có nghĩa, bao nhiêu chẳng phải? Đáp, 21 căn gọi là có nghĩa, 1 căn chẳng phải. Hỏi, bao nhiêu ở nơi phi sắc nghĩa cho bạn chuyển? Đáp, 7 sắc căn. Hỏi, bao nhiêu căn sắc có phi sắc làm trợ bạn? Đáp, nghĩa căn còn lại. Hỏi, năm sắc căn có nghĩa gì? Đáp, cảnh của năm sắc mỗi mỗi riêng biệt. Hỏi, căn thứ sáu có nghĩa gì? Đáp, tất cả pháp. Hỏi, nam nữ căn có nghĩa gì? Đáp, nhân tương tục dục, tức là nhiếp thuộc xúc. Hỏi, năm căn thọ có nghĩa gì? Đáp, tùy thuận khổ lạc, ưu hỷ xả xứ, tức là nghĩa sáu căn. Hỏi, tín căn có nghĩa gì? Đáp, sở hữu cảnh giới nên được nên xả. Hỏi, tinh tấn căn có nghĩa gì? Đáp, tức là ở nơi hai chủng, hoặc được hoặc xả đều không hãi sợ. Hỏi, niệm căn có nghĩa gì? Đáp, ở nơi văn từ tu nhớ giữ chẳng quên mất. Hỏi, định căn có nghĩa gì? Đáp, Samatha Tỳ Bát Xá Na. Hỏi, tuệ căn có nghĩa gì? Đáp, sở trì chân thật. Hỏi, những gì là căn chưa biết muốn biết? Đáp, người tu hiện quán đế từ dục thiện pháp trở về trước ở trong tất cả phương tiện đạo nên biết nghĩa của năm căn kia là nghĩa đầy vậy. Hỏi, nghĩa gì là căn đã biết? Đáp, từ quả dự lưu cho đến định kim cương dụ nên biết nghĩa năm căn kia cũng tức là nghĩa đầy. Hỏi, nghĩa gì là căn biết đầy đủ? Đáp, từ đạo phù học đầu tiên cho đến vô giới niết bàn giới nên biết nghĩa năm căn kia cũng tức là nghĩa đầy. Hỏi, bao nhiêu căn hữu sắc lấy hữu sắc làm nghĩa? Đáp, 7 căn. Hỏi, bao nhiêu căn vô sắc lấy hữu sắc vô sắc làm nghĩa? Đáp, trừ mạng căn còn lại tất cả căn. Hỏi,
Bao nhiêu căn phi hữu sắc phi vô sắc, lấy phi hữu sắc phi vô sắc làm nghĩa. Đáp: mạng căn, vì đây là pháp giả có. Hỏi: bao nhiêu căn có thể thấy, lấy có thể thấy làm nghĩa. Đáp: tất cả chẳng phải có thể thấy bởi trong một hữu sắc, một phần lấy có thể thấy làm nghĩa, một phần còn lại chẳng phải hữu sắc. Hỏi: bao nhiêu căn có đối ngại, lấy có đối ngại làm nghĩa. Đáp: 7 căn hữu sắc và một phần còn lại vô sắc hướng đối ngại. Hỏi: bao nhiêu căn hữu lậu, lấy hữu lậu làm nghĩa. Đáp: chỉ có 7 trừ 2 căn cuối cùng và căn khổ ưu. Căn hữu lậu vô lậu còn lại lấy hữu lậu vô lậu làm nghĩa. Nên biết căn khổ hữu lậu vô lậu, lấy hữu lậu vô lậu, lấy hữu lậu làm nghĩa. Căn ưu hữu lậu, lấy hữu lậu vô lậu làm nghĩa. Ở nơi căn chưa biết muốn biết, nếu xa quả sa môn nhiếp thuộc hành thế gian là hữu lậu, nếu gần quả sa môn nhiếp thuộc hành thế gian là vô lậu. Hỏi: bao nhiêu căn hữu vi, lấy hữu vi làm nghĩa. Đáp: tất cả căn đều là hữu vi, lấy 8 căn hữu vi làm nghĩa, lấy căn hữu vi vô vi còn lại làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn hữu chánh, lấy hữu chánh làm nghĩa. Đáp: như đã thuyết căn hữu lậu thì đây cũng vậy, như đã thuyết về căn hữu chánh, nên biết căn có ái vị, ngừng đam mê vui thích thế gian, suốt thế gian cũng vậy. Hỏi: bao nhiêu căn quá khứ, lấy quá khứ làm nghĩa. Đáp: trừ căn hữu sắc và căn khổ, một phần còn lại lấy quá khứ làm nghĩa. Nếu căn hữu sắc và căn khổ ở quá khứ chẳng phải lấy quá khứ làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn quá khứ lấy hiện tại làm nghĩa. Đáp: như đã thuyết thì chỉ có một phần, tức là căn ở quá khứ đây lấy vị lai làm nghĩa. Lại tức là căn ở hiện tại đây lấy quá khứ vị lai làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn hiện tại lấy hiện tại làm nghĩa. Đáp: tất cả căn hữu sắc và căn khổ, kể cả một phần như trước đã thuyết, lại một phần đầy ở vị lai lấy quá khứ vị lai hiện tại làm nghĩa. Nếu các sắc căn ở vị lai chẳng phải lấy vị lai làm nghĩa. Căn khổ cũng vậy. Hỏi: bao nhiêu căn hệ buộc dục giới, lấy hệ buộc dục giới làm nghĩa. Đáp: 4. 2 căn hệ buộc dục sắc giới, lấy hệ buộc dục giới làm nghĩa. 3 căn hệ buộc dục sắc giới, lấy hệ buộc dục sắc giới làm nghĩa. 2 căn hệ buộc dục và không hệ buộc sắc giới, lấy hệ buộc và không hệ buộc dục sắc vô sắc giới làm nghĩa. 7 căn hệ buộc và không hệ buộc dục sắc vô sắc giới kia nghĩa cũng vậy. Một căn hệ buộc và không hệ buộc sắc giới, lấy tất cả hệ buộc và không hệ buộc làm nghĩa. 2 căn không hệ buộc, lấy tất cả hệ buộc không hệ buộc làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn thiện, lấy thiện làm nghĩa. Đáp: 8 căn thể có thiện, lấy thiện bất thiện vô ký làm nghĩa. 5 căn thiện bất thiện vô ký, lấy thiện bất thiện vô ký làm nghĩa. 1 căn thiện bất thiện, lấy thiện bất thiện vô ký làm nghĩa. 5 căn vô ký, lấy vô ký làm nghĩa. 2 căn vô ký, lấy thiện bất thiện vô ký làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn học, lấy học làm nghĩa. Hết thảy như vậy. Đáp: 9 căn học, phi vô học, lấy ba chủng làm nghĩa. 7 căn phi học, phi vô học, tức lấy đầy làm nghĩa. 1 căn thông ba chủng, lấy phi học, phi vô học làm nghĩa. 1 căn phi học, phi vô học, lấy ba chủng làm nghĩa. 2 căn học, lấy ba chủng làm nghĩa. 1 căn vô học, lấy ba chủng làm nghĩa. Hỏi: bao nhiêu căn kiến sở đoạn, lấy kiến sở đoạn làm nghĩa. Hết thảy như vậy. Đáp: 14. Một phần kiến sở đoạn, một phần tu sở đoạn. 12. Một phần tu sở đoạn, một phần chẳng phải sở đoạn, tức là 14 căn, bao gồm trừ 6 căn, 6 còn lại và 2 còn lại phi sở đoạn, trong 14 căn đây. Các căn hữu sắc lấy kiến tu sở đoạn làm nghĩa, các căn vô sắc lấy ba chủng làm nghĩa, đó là kiến sở đoạn, tu sở đoạn và phi sở đoạn. Hỏi: bao nhiêu căn hiển nơi nghĩa tạp nhiễm xả. Đáp: trừ các căn thiện, vì chỗ hiển dụng các căn thiện ở nơi nghĩa thanh tịnh xả. Hỏi: bao nhiêu căn có nghĩa điên đảo. Đáp: trừ các căn thiện sở hữu nghĩa của 6 căn. Hỏi: bao nhiêu căn sở y điên đảo. Đáp: 7 sắc căn. Hỏi: bao nhiêu căn tự tánh điên đảo. Đáp: ít phần của 6 căn. Hỏi: bao nhiêu căn đủ trị điên đảo. Đáp: 8 căn. Hỏi: bao nhiêu căn quán nghĩa lỗi lầm. Đáp: hoặc 8 hoặc 5 hoặc 1. Hỏi:
Nếu các hành kia cũng có bốn đức tương ưng khả đắc, sao chê quán là lỗi lầm? Gì là bốn đức? Một, trụ bền vững đức, như trụ một uẩn trải qua 100 năm, hoặc trụ đúng như vậy, hoặc vượt quá số năm đây. Hai, thế lực đức, đó là năng sanh vui và thanh tịnh hiện tại. Ba, chuyển biến đức, đó là vì tự tại chuyển trong việc dẫn nhập, thọ dụng, buông xả. Bốn, khả lạc đức, tức là vì nương điều nào đó, sanh vô số vui đắm. Đây gọi là các hành có bốn tướng đức. Đáp, tùy kẻ thế gian đối với các pháp kia chấp lấy cho là công đức, nhưng tất cả pháp kia đều là sự chuyển chuyển của lỗi lầm. Hỏi, những gì gọi là các lỗi lầm? Đáp, vì chỉ trụ trong thời gian ngắn, không phải mãi mãi, vì ái vô thường, trải khắp hiện có được. Vì có chất yểu vô thường hiện khả đắc, nên phải quán các hành lìa đức thứ nhất. Lại vì năng phát sanh trùng trùng khổ não hiện khả đắc, vì trùng trùng bất tịnh hiện khả đắc, nên quán các hành lìa đức thứ hai. Lại vì ở nơi lão bệnh tử, không thể tùy theo sở thích hiện khả đắc, nên quán các hành lìa đức thứ ba. Lại phẩm của các côn trùng, thì loài heo chó cũng rất vui đắm bất tịnh hiện khả đắc, nên quán các hành lìa đức thứ tư. Do các hành kia lìa các đức tương ứng với tất cả lỗi lầm, vậy phải quán hành kia đủ các lỗi lầm. Hỏi, sở y xứ của nhãn căn là gì? Đáp, thấy sắc là y xứ. Hỏi, cho đến sở y xứ của ý căn là gì? Đáp, riêng thủ lấy tự cảnh của mình là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của hai căn nam và nữ là gì? Đáp, tập dục là y xứ. Hỏi, sở y xứ của mạng căn là gì? Đáp, từ lúc có hữu cho đến lúc chết là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của các thọ căn là gì? Đáp, đối với các cảnh giới vừa ý, không vừa ý, hoặc yêu hoặc ghét, đều là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của tiến căn là gì? Đáp, thú nhập thiện pháp là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của tinh tấn căn là gì? Đáp, đã nhập thiện pháp, hằng thường tu tập là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của niệm căn là gì? Đáp, trạch biết mà hành là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của định căn là gì? Đáp, tri kiến thành tịnh là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của tuệ căn là gì? Đáp, phiền não vĩnh viễn đoạn là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của căn chưa biết muốn biết là gì? Đáp, chứng quả sở mười thứ nhất, thứ hai, thứ ba là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của căn đã biết là gì? Đáp, quả sở muôn vô học cho đến định kiềm cường dụ là sở y xứ. Hỏi, sở y xứ của căn biết đủ là gì? Đáp, phiền não không gián đoạn, vĩnh viễn được đoạn trừ, đặc trừ nghiện pháp lạc trú, sở y vĩnh viễn diệt là sở y xứ. Hỏi, thế tôn nương căn nào mà thuyết nói như vậy? Thần hữu giác này do các cặn bã thô mà thành, do bốn đại trùng tạo ra, do bất tịnh của cha mẹ hòa hợp mà sanh, lại nương trùng trùng thức ăn uống mà được sanh trưởng, lại thường nhờ vào áo quần tắm gội xoa bóp là pháp đoạn tiệt, phá hoại, tan diệt. Đáp, nương bảy sắc căn mà tác thuyết như thế, nên biết trong đây được nói các căn hữu sắc của dục giới. Cú đầu, thần hữu sắc này do các căn bã thô mà thành, nói về cộng tướng của kia. Cú thứ hai, do bốn đại trùng tạo ra, nói về tự tướng của kia. Ba cú kế, do sanh trưởng, nói về tướng nhân của kia, đó là nhân sanh, nhân nương và nhân đã sanh được tăng trưởng. Ba cú kế, thường nhờ vào áo quần tắm gội xoa bóp, nói về tướng biến chuyển của kia, đó là việc làm vào lúc lạnh, việc làm vào lúc nóng và việc làm vào lúc mệt nhọc. Sau cùng có bốn cú là pháp đoạn tiệt, phá hoại, tàn diệt, nói về tướng biến hoại của kia. Hai cú trước nói về sở tác hoạt động khiến bị bức tổn, hai cú sau nói về sở tác sau khi chết. Nên biết biến hoại đây hoặc do tác động của vật khác hoặc do tự nhiên. Hỏi, thế tôn nương căn nào mà thuyết nói như vậy? Viễn hành và độc hành, không thần ngủ ở hang. Đáp, nương nơi ý căn, do vì ở tiền tế không thể biết, duyên khắp tất cả cảnh sở tri gọi là viễn hành. Vì các tâm mỗi mỗi tương tục lưu chuyển, vì không chủ tẻ gọi là độc hành, vì vô sắc không thể thấy, không đối ngại gọi là không thần, vì y nương sắc gọi là ngủ ở hàng. Hỏi, nương căn nào mà thuyết lời như vậy? Có tám điều khiến nam bị nữ trói buộc,
đó là nhảy múa, ca hát, mỉm cười, liếc mắt nhìn, dung mạo đẹp đẽ, qua lại, diệu xúc, tiết lễ. Đáp nương hai cần nam và nữ, khi vui chơi bị bốn điều là thân hành, lời nói, vẻ mặt, ánh mắt tươi vui trói buộc. Khi thọ dụng cũng bị bốn điều là quyến rũ, tha thướt, mềm mại, hầu hạ, trói buộc. Hỏi nước căn nào mà thuyết lời như vậy, chúng sanh sống còn, trụ dưỡng và an ổn. Đáp nương mạng cần mà thuyết, có các hơi thở nên gọi là chúng sanh, tương ưng từ lự nên gọi là sống còn, trụ hết thảy điều khác nên gọi là trụ, chuyển tăng thượng nên gọi là giữ, không có bệnh não nên gọi là an ổn. Hỏi nương căn nào mà thuyết lời như vậy, bình chánh thọ, nhiếp thuộc thọ. Đáp nương căn hỷ lạc, lại là chỗ hiền tự tướng, cộng tướng, y chỉ tướng. Như bình chánh thì không bình chánh, chẳng phải bình chánh, chẳng phải không bình chánh, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Hỏi Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời như vậy, đối với chỗ Như Lai mà kiến lập phát sanh căn tịnh tín sâu chắc, người ấy sẽ dẫn dắt tất cả thế gian, hoặc các sa môn, hoặc bà la môn, hoặc thiền mà phạm, không như pháp khiến được giải thoát. Đáp nương tín căn mà thuyết, đầy hiển nghĩa tín kiên cố ở nơi thắng giải văn từ tụ, lại kiên cố đầy tùy sự tin hiểu mà phương tiện hiển bày. Đó là người nào có tín tối thượng thì người có trí còn chẳng thể lay chuyển, hao uống kẻ phàm nhân. Lại nghĩa kiên cố có sai biệt, đó là tín kiên cố đầy do thắng giải thế gian khéo quyết định là thắng giải xuất thế gian căn bản, lại do thắng giải xuất thế gian thành tịnh mà được kiến lập, nên biết ở đây câu đầu là nêu ra, câu sau là giải thích. Hỏi Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời như vậy, trụ siêng năng dũng kiện mạnh mẽ ở nơi các thiện pháp, thường không xả thiện ách. Đáp nương tinh tấn căn mà thuyết, tinh tấn căn đây lược hiện có năm tướng sai biệt: một, mặc giác tinh tấn; hai, phương tiện tinh tấn; ba, không lui tinh tấn; bốn, vô động tinh tấn; năm, không vui đủ tinh tấn. Hỏi Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời như vậy, niệm đẳng niệm, tùy niệm, biệt niệm, không vọng niệm, tâm nhớ rõ không quên mất, pháp không quên không mất. Đáp nương niệm cần mà thuyết, nghĩa sai biệt đây nên biết như trong phần nhiếp dị môn. Hỏi Thế Tôn nương cần nào mà thuyết lời như vậy, khiến tâm nội trụ, đẳng trụ, an trụ, cận trụ, điều thuận, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh, chuyển trú theo một hướng đẳng trì. Đáp nương định cần mà thuyết, nghĩa sai biệt đây nên biết như trong phần thành phản địa. Hỏi Thế Tôn nương căn nào mà thuyết lời như vậy, chọn lựa, cực chọn lựa, phân tích, tâm tư toàn khắp, quan xét toàn khắp. Đáp nương tuệ căn mà thuyết, nghĩa sai biệt đây nên biết như trong phần thành phản địa. Vì thiện căn nhiếp tín, nghĩa sai biệt đây lại chẳng thể đắc. Hỏi bao nhiêu căn lập thân niệm trụ? Đáp 7. Hỏi bao nhiêu căn lập thọ niệm trụ? Đáp 5. Hỏi bao nhiêu căn lập tâm niệm trụ? Đáp 1. Hỏi bao nhiêu căn lập pháp niệm trụ? Đáp 8. Căn sau cùng và mạng căn. Hỏi bao nhiêu căn trội hơn y sứ khổ đế? Đáp 9. Hỏi bao nhiêu căn trội hơn y sứ tập đế? Đáp 5. Hỏi bao nhiêu căn y sứ diệt đế? Đáp tất cả. Hỏi bao nhiêu căn y sứ đạo đế? Đáp 8 căn sau cùng. Hỏi nương bao nhiêu căn nghĩ thiện? Đáp 9. Hỏi nương bao nhiêu căn nói thiện? Đáp 10. Hỏi nương bao nhiêu căn làm thiện? Đáp 16. Như vậy nghĩ ác, nói ác, làm ác, tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Hỏi bao nhiêu căn trội hơn y sứ nghiệp hoặc? Đáp 9. Hỏi nương bao nhiêu căn mà khởi nghiệp phiền não? Đáp 5. Hỏi nương bao nhiêu căn để đoạn nghiệp phiền não? Đáp 8 căn sau cùng. Hỏi do bao nhiêu căn khiến lãnh nạp sự kiết tưởng của thế gian xuất thế gian? Đáp trừ 2. Hỏi do bao nhiêu căn khiến lãnh nạp tất cả kiết tưởng bại hoại? Đáp 11. Hỏi do bao nhiêu căn năng dẫn kiết tưởng? Đáp 8 căn sau cùng. Lại nữa như Thế Tôn nói, các kẻ thọ dục được có năm pháp tạo tác năng sanh kiết tưởng là nhẫn nhục nhu hòa, quán người xả, hành hạnh hiển thiện và không phóng dật. Sao gọi là nhẫn nhục? Do rõ biết ba chủng hành tướng: một, không phẫn nộ; hai, không trả oán; ba, không ôm lòng ác. Nếu phân biệt riêng thì có 10 chủng: một, nhẫn oán hại đã lãnh thọ; hai, nhẫn oán hại hiện tiền;
3. Nhẫn lo sợ bị oán hại. 4. Nhẫn nhiều ích oán ghét. 5. Nhẫn thần hữu tổn hại. 6. Nhẫn tất cả oán hại. 7. Nhẫn tất cả nhân oán hại. 8. Nhẫn oán hại do thọ sự dạy bảo. 9. Nhẫn oán hại do lực tư trạch. 10. Nhẫn tự tánh oán hại. Tất cả như vậy gọi chung là nhẫn chịu trái hại. Sao gọi là nhu hòa là tánh hiền thiện, thần ngự ý giúp đỡ che chở cho người. Đối với người không tội thì lạc, nếu chưa sanh khởi thì khiến sanh khởi, nếu đã sanh khởi thì khiến giữ gìn. Đối với người có tội yêu khổ, nếu chưa sanh khởi thì ngăn chặn khiến không sanh khởi, nếu đã sanh khởi thì phương tiện khiến ra khỏi đoạn trừ. Trong đầy nhẫn nhục thì nhẫn chịu trái hại của người, nhu hòa thì không làm những việc tổn hại người. Đây là sự sai biệt của hai chủng. Sao gọi là quán người xả? Quán người ở hai thời kỳ khác nhau. Một, thời kỳ nhiếp thọ. Hai, thời kỳ sắp đặt. Ở thời nhiếp thọ nên dùng năm tướng quan sát người rồi sau mới nhiếp thọ. Một, nương chân thật. Hai, kỹ năng. Ba, trí huệ. Bốn, dấu vết hành. Năm, trong sạch. Ở thời sắp đặt cũng quan sát năm tướng của người rồi sau mới sắp đặt. Một, khả năng ở nơi sự nghiệp thì sắp đặt trong chỗ có sự nghiệp. Hai, khả năng ở nơi tư nghiệp thì sắp đặt trong chỗ có tư nghiệp. 3. Khả năng ở nơi hòa nghiệp thì sắp đặt trong chỗ hòa nghiệp. 4. Khả năng ở nơi tài nghiệp hộ thân thì sắp đặt trong chỗ tài nghiệp hộ thân. 5. Khả năng ở nơi pháp nghiệp thì sắp đặt trong pháp nghiệp. Lược có 5 xả. 1. Xả đất đai. 2. Xả tài vật. 3. Xả tùy nghi. 4. Xả ăn uống. 5. Xả tối thắng. Trong đây xả tướng mạo và xả vật dụng gọi là xả. Sao gọi là hành? Hạnh hiền thiện là tánh không có hành vi cô phụ chống trái và không hư dối đối với người. Không cô phụ chống trái lại có 5 chủng. 1. Không trái phụ điên đảo. 2. Không trái phụ uy tín. 3. Không trái phụ thừa sự. 4. Không trái phụ giao ước. 5. Không phương tiện trái phụ khác. Sao gọi là không phóng dật là tu tập các thiện pháp, phòng hộ tâm bất thiện, vì thông thường tướng nhân quả phụ thuộc lẫn nhau nên biết đây có 5 chủng. 1. Không phóng dật cầu tài bảo. 2. Không phóng dật gìn giữ tài bảo. 3. Không phóng dật phòng hộ thân. 4. Không phóng dật giữ gìn danh dự. 5. Không phóng dật hành pháp. Tất cả đều như thế, tổng cộng có 5 lực năng sanh kiết tưởng. 1. Lực do hộ trì giới. 2. Lực do bạn lành tốt. 3. Lực không hư xấu. 4. Lực tín đáng tin cậy. 5. Lực pháp. Nên biết kiết tưởng cũng có 5 chủng. 1. Chúng yêu mến. 2. Phú quý tự tại. 3. Oán địch thối lui. 4. Sở y được nhiều ích. 5. Đến các đường thiện. 4 chủng lực trước năng sanh khởi 4 chủng kết tưởng trước, còn lực thứ 5 năng sanh chủng kết tưởng thứ 5. Hỏi: bao nhiêu căn chiêu cảm nghiệp phiền não? 8. Hỏi: bao nhiêu căn làm duyên danh sắc? Đáp: 1. Hỏi: bao nhiêu căn làm duyên xúc? Đáp: 5. Hỏi: bao nhiêu căn làm duyên sách tấn? Đáp: 8. Hỏi: bao nhiêu căn nên phòng hộ? Đáp: 8. Hỏi: bao nhiêu căn nên điều thuận tịch tĩnh? Đáp: 1. Hỏi: bao nhiêu căn nên dừng dứt? Đáp: 5. Hỏi: bao nhiêu căn điều thuận tịch tĩnh dừng dứt lại năng điều phục tịch tĩnh dừng dứt? Đáp: 8. Sao gọi là các căn xả, tức là đồng phận giới địa, các căn diệt sanh khởi khác. Sao gọi là các căn khí, tức là không đồng phận giới địa, các căn diệt sanh khởi khác. Sao gọi là các căn đoạn, tức là đoạn diệt tất cả phiền não hệ phược của kia. Sao gọi là các căn thối, tức là thế gian hư thạnh, chỗ có hoại mất, hoặc định hoặc sanh. Hỏi: các căn của thành văn độc giác Bồ Tát có gì sai khác? Đáp: được có 5 chủng loại sai khác. 1. Phẩm loại sai khác. 2. Nhậm trì sai khác. 3. Dục sách sai khác. 4. Chánh hạnh sai khác. 5. Chứng đắc sai khác. Phẩm loại sai khác: sở hữu căn của chư Bồ Tát tánh phẩm thượng, sở hữu căn của các thành phần độc giác tánh phẩm hạ phẩm trung. Nhậm trì sai khác: sở hữu căn của chư Bồ Tát nhậm trì tất cả minh xứ thiện xảo, sở hữu căn của thành phần độc giác nhậm trì một phần minh xứ thiện xảo. Dục sách sai khác: sở hữu căn của chư Bồ Tát là do huân ước đại bi, sở hữu căn của thành phần độc giác thì không như vậy. Chánh hạnh sai khác: sở hữu căn của chư Bồ Tát hiện tiền chánh hạnh tự lợi lợi tha, sở hữu căn của thành phần độc giác hiện tiền tự lợi. Chứng đắc sai khác: sở hữu căn của chư Bồ Tát chứng đắc quả đại bồ đề vô thượng, sở hữu căn của thành phần độc giác chứng đắc hai quả bồ đề là trung và hạ.
Hỏi nếu bộ đặc sản là đường hiện quán đế tù vị trí định, khi kia đắc quả cần hỷ khởi ở sở tịnh tự hiện tiền không khởi ư? Đáp: có một dạng bộ đặc sản là năng khởi, có một dạng không khởi. Nếu có bộ đặc sản là lợi cần có gốc thiện dùng mãn làm trợ lực, vị này sẽ năng hiện khởi, chẳng phải dạng bộ đặc sản là khác. Hỏi bao nhiêu cần nhập sơ tịnh lự? Đáp: 8 cần. 3 cần sau cùng, một phần năng nhập, một phần không năng nhập. Như sơ tịnh lự thì đệ nhị tịnh lự, đệ tam tịnh lự cũng vậy. Đệ tứ tịnh lự thì chẳng phải vậy. Ở đệ tứ tịnh lự và ở vô giác định có 7 căn năng nhập. Vì 3 căn sau có một căn năng nhập, một căn không năng nhập. Hỏi bao nhiêu căn đắc quả dự lưu? Đáp: hoặc một căn hoặc 8 căn. Đắc quả nhất lai có hoặc 2 căn hoặc 9 căn. Căn ưu tùy sở ý đạo nhưng chẳng nhiếp thuộc đạo. Trong đây chẳng lấy thiện căn vì chẳng trụ bền chắc. Ở đây cũng chẳng lấy nếu hành giả thông mà lấy thì tăng số liền vậy. Hỏi bao nhiêu căn đắc quả bất hoàn? Đáp: hoặc 2 căn hoặc 11 căn. Đạo lý căn yêu nên biết như trước. Hỏi bao nhiêu căn đắc quả A-la-hán? Đáp: hoặc 1 căn hoặc 10 căn, như kinh nói ở nơi thượng giải thoát hy cầu yêu thích. Sao gọi là hy? Người tu hành khởi niệm như vậy, đây là nơi các bậc thánh năng an trụ đầy đủ. Sao gọi là cầu? Người tu hành khởi niệm như vậy, ở nơi xứ đây ta sẽ an trụ đầy đủ. Sao gọi là thích? Chẳng sanh vui đủ ở nơi những điều trường đắc thấp kém. Sao gọi là yêu? Tâm sanh nhớ nghĩ đối với vô thượng Bồ Đà. Trong đây dự lưu và nhất lai, vì tất cả chủng đều đầy đủ nên kiến lập căn yêu. Nếu quả bất hoàn tuy có căn hy cầu, nhưng hai căn khác là yêu thích không có, cho nên không lập căn yêu, chỉ có dục thiện căn. Hỏi nương tựa căn hỷ nhiều, có năng xả căn hỷ căn yêu căn xả không? Đáp: có, tức là vì nương xuất ly căn hỷ làm y chỉ, xả nương đóng thích ba căn. Hỏi nương tựa căn yêu nhiều, xả căn yêu chăng? Đáp: có, tức là vì nương xuất ly làm y chỉ, cho nên xả nương đắm thích. Hỏi có y chỉ căn xả nhiều, xả căn xả chăng? Đáp: có, tức là vì nương một tánh xả làm y chỉ, xả bỏ việc nương trùng trùng tánh xả. Vì không chỗ nương xả làm y chỉ nên xả. Khi nương một tánh xả đắc quả dự lưu, căn chưa biết muốn biết cũng diệt cũng xả. Chẳng phải do khởi mà bỏ, chẳng do đoạn, chẳng do thối. Khi đắc quả A-la-hán, đạo lý căn đã biết, nên biết cũng vậy. Hỏi bao nhiêu bồ đặc giả la có điều luyện căn? Đáp: tất cả hữu học và vô học, tự phòng hộ giữ gìn năm điều không thối thất, khảm đạt chủng tánh, cũng chẳng phải trừ độc giác, cũng chẳng phải trừ Bồ Tát, vì tánh lợi căn vậy. Hỏi nếu lúc các bậc dự lưu tu tập điều luyện căn, đã đắc điều luyện căn cũng chứng quả nhất lai chăng? Đáp: chứng. Hỏi cũng chứng quả bất hoàn chăng? Đáp: không chứng, vì đối trị khó được vậy. Vì nghĩa nên đắc rất rộng sâu vậy. Hỏi nếu khi các bậc bất hoàn tu tập điều luyện căn, đã đắc luyện căn cũng tiến đến ly dục chăng? Đáp: cũng tiến đến. Hỏi cũng chứng quả A-la-hán chăng? Đáp: không chứng, do vì nhân trước kia nên chuyển căn, rồi về sau tất cả đều chứng. Hỏi cớ sao chuyển căn? Đáp: vì đối với căn bạt mỏng không tiến thì chẳng sanh vui đủ. Vì vun bồi dẫn phát lực thắng định, vì vun bồi lực đa văn, vì vun bồi lực luận nghị quyết trạch, vì vun bồi lực quan sát phát nhẫn thẳm sâu. Hỏi sao nói là kiến lập ba căn là chưa biết muốn biết, đã biết và biết đầy đủ của chư Bồ Tát? Đáp: ở thắng giải hành địa kiến lập căn thứ nhất, ở ý lạc thành tịnh tăng thượng địa kiến lập căn thứ hai, ở như lai địa lập căn thứ ba. Hỏi do viên mãn bao nhiêu chủng gọi là sự học viên mãn? Đáp: do viên mãn ba chủng. Một viên mãn căn, đó là lợi căn. Hai viên mãn định, gồm 8 giải thoát định. Ba viên mãn quả, đó là quả bất hoàn. Hàng vô học sẽ đắc hai viên mãn. Một viên mãn căn, đó là pháp bất động. Hai viên mãn định nên biết như trước. Tất cả vô học đều do viên mãn quả mà gọi là viên mãn. Hỏi như thuyết, các căn không điều, không thủ, không hộ, không phòng, cũng không tu tập, tên gọi sai khác đây có nghĩa gì?
Đáp, lực thuyết do bốn nhân duyên gọi là không điều phục các căn. Đó là vì lực chọn lựa phân tích làm nương tựa. Ở các cảnh giới, nếu các căn không phóng túng, để khởi ra hạnh khiến không đuổi theo phóng dật. Nếu các căn bị cuốn theo phóng túng, tiền khởi ra hạnh từ các căn kia phòng hộ phiền não khiến không hiện khởi. Vì lực đối trị đoạn làm nương tựa, tức là ở nơi các cảnh giới trước, tánh không còn đóng trước, tánh phiền não không hiện hành trở lại. Nếu các căn không có bốn sự điều phục, đó là do không thủ, do không hộ, do không phòng, do không tu nên biết kia gọi là căn không điều phục. Nếu có bốn sự điều phục các căn đây, đó là bốn nhân duyên có thủ, có hộ, có phòng, có tu nên biết gọi là điều phục cho đến tu tập. Sao gọi là kẻ không điều phục năng dẫn phát nhiều sự khổ? Vì năng sanh sáu chủng khổ, một khổ phát sanh do đắm chìm trong yên não, hai khổ do bị người xua đuổi, ba khổ do bị người chê trách hủy báng, bốn khổ do hối hận giày vò, năm khổ do sanh vào các đường ác, sáu khổ do hết thảy các khổ sanh khởi. Nếu người nào khéo điều phục các căn, nếu biết trái với sáu tướng khổ trên, đoạn dứt sáu chủng khổ, năng dẫn đến sự hỷ lạc. Hỏi, 14 chủng căn và ba tụ hữu tình thì 14 nhiếp 3 hay 3 nhiếp 14? Đáp, 3 nhiếp 14 chẳng phải 14 nhiếp 3, chẳng nhiếp những gì, đó là ít phần ngoại xứ. Ba tụ hữu tình là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hỏi, 5 căn và 3 thọ thì 3 nhiếp 5 hay 5 nhiếp 3? Đáp, xoay vần nhiếp lẫn nhau. Hỏi, 5 căn và 37 pháp giác thì 5 nhiếp 37 hay 37 nhiếp 5? Đáp, 37 nhiếp 5 chẳng phải 5 nhiếp 37. Chẳng nhiếp những gì, đó là ngữ nghiệp, mạng, hỷ, an, xả. Như vậy hoặc 6 hoặc 4 kia chỗ chẳng nhiếp. Hỏi, 5 căn và 3 căn thì 5 nhiếp 3 hay 3 nhiếp 5? Đáp, 3 nhiếp 5 chẳng phải 5 nhiếp 3. Chẳng nhiếp những gì, đó là căn ý lạc hỷ xả. Hỏi, 9 biến tri, bao nhiêu căn nhiếp? Đáp, 9 biến tri đây nhiếp thuộc đoạn biến tri, chẳng phải nhiếp thuộc căn. Những gì là chín? Đoạn trừ kiến khổ, tập sở đoạn hệ buộc dục là biến tri thứ nhất. Đoạn trừ kiến khổ, tập sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc là biến tri thứ hai. Đoạn trừ kiến diệt sở đoạn hệ buộc dục là biến tri thứ ba. Đoạn trừ kiến diệt sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc là biến tri thứ tư. Đoạn trừ kiến đạo sở đoạn hệ buộc dục là biến tri thứ năm. Đoạn trừ kiến đạo sở đoạn hệ buộc sắc vô sắc là biến tri thứ sáu. Đoạn hạ phần kiết là biến tri thứ bảy. Tận trừ sắc ái là biến tri thứ tám. Tận trừ vô sắc ái là biến tri thứ chín. Nên biết biến tri lược do hai duyên mà được kiến lập. Một, đoạn do thông đạt đế. Hai, đoạn do vĩnh viễn độ giới. Do tướng đồng phận, giới chẳng đồng phận và đồng phận nên lập hai biến tri. Tướng chẳng đồng phận, giới chẳng đồng phận và đồng phận nên lập bốn biến tri, vĩnh viễn độ giới liệt nên lập một biến tri, vĩnh viễn độ giới chung nên lập một biến tri, vĩnh viễn độ giới diệu nên lập một biến tri. Hỏi, các tướng tùy hảo lực vô úy, pháp Phật bất cộng nhiếp bao nhiêu căn? Đáp, thiệt căn và y xứ bốn căn nhiếp lấy các tướng tùy hảo. Những gì là bốn? Thân căn, nam căn, nhãn căn và thiệt căn. Huệ căn nhiếp lấy 10 lực của Như Lai trong thân Như Lai và toàn bộ tri căn. Năm căn nhiếp lấy 4 vô sở úy. Như vô sở úy thì bất hộ cũng vậy. Ba chủng niệm trụ không phải căn, không nhiếp lấy căn. Nhưng 6 căn dẫn dắt không tham không sân nhiếp lấy. Đại bi cũng căn dẫn dắt không tham không sân không si nhiếp lấy. Không phải căn nhiếp lấy pháp vô vọng thất nên biết nhiều lực. Tất cả chủng diệu trí Phật cũng vậy. Vĩnh viễn đoạn tập khí không phải cần nhiếp lấy, nhưng 6 căn chứng đang vĩnh viễn đoạn phiền não. Hỏi, sở hữu thô trọng của các phẩm phiền não, chư A-la-hán đã vĩnh viễn đoạn không sót thừa, lại có phẩm thô trọng nào mà A-la-hán chưa đoạn? Vì đoạn thô trọng đây nên nói Như Lai vĩnh viễn đoạn tập khí ư? Đáp, phẩm thô trọng dị thục thì A-la-hán cũng chưa năng đoạn, chỉ có Như Lai gọi là đoạn rốt ráo. Hỏi, như kinh nói, có bốn chủng thực đều năng trưởng dưỡng các căn đại chủng. Những gì gọi là bốn chủng thực? Sao gọi là trưởng dưỡng các căn đại chủng? Đáp, đoạn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực.
Do bốn chủng đây năng trưởng dưỡng nằm sắc căn và ý căn, bao gồm sở hữu đại chủng mà căn đường. Hỏi sao gọi là đoạn thực? Đáp, đó là các vật thường dùng để uống ăn, năng trưởng dưỡng các căn đại chủng. Trái với tướng trên nên biết chẳng phải thực, như đoạn thực, các thực pháp chẳng phải thực, nên biết cũng vậy. Sao? Hỏi, sao gọi là đoạn thực năng làm thức ăn cho đến thức thực cũng vậy? Đáp, nếu các đoạn thực năng giúp ích cho thức, khiến thức cường thịnh, do đề các căn đại chủng cũng được trường dưỡng khiến mạnh mẽ. Xúc thực năng giúp thọ một phần hoặc hỷ, hoặc lạc, hoặc xả, do đề lại năng giúp tăng ích cho các thức. Vì nhiếp tăng ích lại năng trưởng dưỡng các căn đại chủng. Ý từ thực đầy, tức đầy vì muốn chứng đắc tướng cảnh giới khả ái, nên đường tránh phương tiện phải mong muốn nhiễm ô chẳng nhiễm ô. Căn hỷ duyên cảnh vị là nhiếp tăng ích cho thức, do đề các căn đại chủng được trưởng dưỡng. Ba thực như vậy, nhiếp tăng ích cho thức, do thể tăng mạnh và duyên hiện tại vị lai thức sanh, thức lại trưởng dưỡng các căn đại chủng, vì vậy mà lập bốn thực. Hỏi, sao gọi thức và ý căn là thực? Đáp, do chỗ nhậm trì của sự giữ gìn ba thứ thực, nên càng về sau, càng làm nhân tăng thạnh, khiến kẻ được tăng trưởng. Hỏi, vì sao ngủ mộng, phạm hạnh, đẳng trí đều năng trưởng dưỡng các căn đại chủng mà không lập là thực? Đáp, có hai chủng trưởng dưỡng, một nhiếp thọ nhiếp là nghĩa riêng của trưởng dưỡng, hai không tổn hại là trưởng dưỡng. Hết thành pháp như ngủ mộng so với trưởng dưỡng sau, tùy năng trưởng dưỡng, nhưng đối với trước thì chẳng phải, cho nên không lập. Hỏi, vì sao mạng căn năng nhậm trí thân mà không lập là thực? Đáp, nếu lìa thức uống ăn, kia chọn không thể trưởng dưỡng thân được. Hỏi, những gì gọi là đoạn thực thô? Đáp, nếu không phải các ăn uống của cõi trời. Hỏi, những gì gọi là tế? Đáp, thực của cõi trời phải khi kia ăn rồi, tức trong thần liền tự tiêu hóa, chẳng phải dần dần. Hỏi, những gì xúc ý từ thức thực gọi là thô? Đáp, nếu ở tại dục giới. Hỏi, những gì gọi là tế? Đáp, hoặc ở sắc giới, hoặc ở vô sắc giới. Hỏi, những gì gọi là hữu tình đã sanh? Đáp, nếu ở hiện tại đã sanh tăng trưởng. Hỏi, những gì gọi là hữu tình cầu hữu? Đáp, nếu có mong cầu các hữu ở vị lai. Hỏi, những gì gọi là trụ? Đáp, nếu không tổn hại trưởng dưỡng. Hỏi, những gì gọi là an? Đáp, nếu nhiếp thọ trưởng dưỡng. Hỏi, hữu tình đã sanh sao gọi là nhờ thực mà được an trụ? Đáp, nên biết đạo lý như đã thuyết ở trước. Hỏi, hữu tình cầu hữu sao gọi là nhờ thực nhiếp thọ? Đáp, do ba môn mà hai chủng tạp nhiễm tăng trưởng, đó là nghiệp phiền não hai chủng tạp nhiễm lương thức mà có. Do ba môn tạp nhiễm nuôi lớn thức, nên các kẻ cầu hữu sanh không gián đoạn nhiếp thọ hữu khác. Hỏi, giai đoạn nào đoạn thực mới được kiến lập là thực? Đáp, giai đoạn biến hoại hoặc ở giai đoạn thọ dụng mà được kiến lập. Xúc thực do nhiếp thọ kia mới được tăng ích, cho nên đoạn thực nhiếp thuộc ba xứ là hương vị và xúc mới kiến lập là thực, không lập là sắc xứ. Do vị kia lúc chín thì hết thảy mùi vị mới bị tổn ích, hoặc có đoạn vật ở giai đoạn thọ dụng có sự tổn hại, ở giai đoạn biến hoại mới năng nhiếp lợi ích, nhưng nhiếp ích cho sự khổ mệt, hoặc có đoạn vật ở giai đoạn thọ dụng tạm là nhiếp ích, ở thời biến hoại bèn là tổn hại, như những vật có sự ngọt ngọt ở giai đoạn biến hoại mới lập là thực, chẳng phải thời thọ dụng. Hỏi, lại có nhiều pháp hành là nhân khiến trụ khả đắc, như do nghiệp thân thốc đời trước, nhân duyên hòa hợp năng để chướng, cớ sao chỉ thuyết bốn chủng đây là thực? Đáp, vì lấy phần nhiều, vì khiến dễ hiểu, vì khiến dễ thú nhập các niệm trụ, vì khiến dễ tu dưỡng hàng ngày, nên hiện bốn chủng đây là thực. Ở địa ngục không có đoạn thực, chư thiên ở định địa cũng vậy. Các loài địa ngục do sự nhậm trì của nghiệp lực trước gây tạo mà được sống lâu, tuy có nhân duyên tổn hại các căn đại chủng rộng lớn mà chẳng thể chết. Khi có các gió phi tế tùy nhập vào thân phần, lấy đó làm thức ăn, khó có thể rõ biết, cho nên không thuyết. Hỏi, các căn đường thần mà chuyển cũng nương cảnh giới ư? Giả sử nương cảnh giới cũng là nương thân chuyển ư?
Đã nếu căn nương cảnh giới, tất nương thần chuyển, nếu nương thần mà chuyển, thì chẳng phải nương cảnh giới, như các căn hữu sắc đồng phận giới kia, vì dụng các đại chủng làm chỗ nương, nên nói là kia nương thần. Hỏi nếu các căn có chỗ nương mà chuyển, tất cả căn đều chỉ có một chỗ nương mà chuyển ư? Đáp, hoặc có một chỗ nương là các căn hữu sắc đồng phận kia, hoặc có hai chỗ nương là các căn hữu sắc đồng phận, hoặc có ba chỗ nương, chỗ gọi là ý căn và tâm pháp vô sắc. Các căn ở hữu sắc giới, nếu ở vô sắc thì các căn đây chỉ có hai chỗ nương. Hỏi các căn là khổ, tất cả đều hợp với tướng khổ ư? Giả sử hợp với tướng khổ ấy, tất cả đều là khổ ư? Đáp, hoặc các căn là khổ ấy mà chẳng hợp tướng khổ, như căn lạc căn hỷ, và các căn là khổ cũng hợp tướng khổ, như căn khổ căn ưu. Hoặc có căn là khổ mà chẳng phải tướng khổ lạc, như căn xả. Hoặc có các căn không phải khổ cũng không phải tướng khổ, đó là ba căn sau cùng, vì đối trị khổ vậy. Hỏi các căn là thiện cũng là căn dẫn lạc ư? Giả sử căn kia dẫn lạc cũng là căn thiện ư? Đáp, hoặc có căn là thiện mà chẳng dẫn lạc, đó là sở hữu căn thiện của người tu phạm hạnh cùng với ưu khổ ở hiện pháp không thể dẫn lạc. Hoặc có căn dẫn lạc mà chẳng phải là thiện, như các căn vô ký và căn bất thiện ở hiện pháp năng dẫn vô ký và lạc nhiễm ô. Hoặc có căn là thiện cũng năng dẫn lạc, đó là sở hữu căn thiện của người tu phạm hạnh cùng với hỷ lạc ở hiện pháp năng dẫn lạc. Hoặc có căn chẳng phải thiện cũng chẳng dẫn lạc, như các căn vô ký và căn bất thiện ở trong hiện pháp năng dẫn các khổ. Trong Uất Đà Nam nói nghĩa ý xứ chứng đắc nhiếp thực do các cầu. Lại nữa, nghĩa nhiếp trì đầy đủ tất cả hành, do nghĩa nhiếp trì đầy đủ tất cả hành như vậy được gọi là uẩn. Lại có nghĩa khác, năng tăng trưởng các nghiệp phiền não, do năng tăng trưởng các nghiệp phiền não như vậy nên gọi là uẩn. Lại có nghĩa khác, thường có hành vi và chóng hoại diệt, do thường có hành vi và chóng hoại diệt như vậy nên gọi là uẩn. Nghĩa phát khởi các pháp, do phát khởi các pháp như vậy nên gọi là giới. Năng sanh trưởng, năng phát triển rộng các tâm pháp là nghĩa dẫn dắt, do năng sanh trưởng, năng phát triển rộng các tâm pháp như vậy nên gọi là xứ. Nhiều duyên nên tập khởi chóng hoại, do nhiều duyên như vậy nên tập khởi chóng hoại gọi là duyên khởi. Phát khởi hết thảy lý thú hướng, do khởi hết thảy lý thú hướng như vậy nên gọi là xứ. Nếu không phải lý thú hướng gọi là phi xứ. Ở nơi sự thấy tương ứng tự tại, do ở nơi sự thấy tương ứng tự tại như vậy nên gọi là căn. Nên biết uẩn được do sáu nhân mà được kiến lập: một, thân thể kiến lập; hai, nhân kia kiến lập; ba, thân giả kiến lập; bốn, phương tiện kia chuyển kiến lập; năm, tức ở nơi phương tiện kia chuyển thắng liệt kiến lập; sáu, tức thọ dụng kia tăng thượng kiến lập. Lại được hiển thị sáu chủng thiện xảo, vì khiển trừ sáu chủng tà chấp. Những gì là sáu? Một, tà chấp về chỗ nương; hai, tà chấp tự tánh tự tại, nhân không bình đẳng; ba, tà chấp ngã, năng nắm giữ ý chỉ; bốn, tà chấp từ sanh kia chuyển; năm, tà chấp phương tiện kia tịnh bất tịnh; sáu, tà chấp chủ tẻ cảnh giới thọ dụng ái chẳng ái. Hỏi quán bao nhiêu thắng lợi khiến phân biệt kiến lập chọn lựa phân tích các pháp tu tập thiện xảo? Đáp, lược có 10 chủng: một, biết khắp thần kiến, phân tích một tập hợp của tường; hai, ở nơi pháp có, vì hiện hữu vì trụ, trước không nên vì báng; ba, tự không nghi hoặc, trả lời ôn hòa khi được hỏi đến; bốn, người chưa tin khiến tin, đã tin khiến tăng trưởng, cũng khiến thánh giáo Như Lai cửu trụ; năm, lại ngộ nhập đạo lý duyên khởi, năng hiểu rõ tự tánh thích phạm thế chủ và sĩ phu là không có tác giả, không thật tánh; sáu, lại khiến tuệ càng tăng trưởng quảng đại, đối với thiện bất thiện nói rộng cho đến duyên sanh giải khác như thật rõ biết; bảy, lại đối với pháp thiện bất thiện nói rộng cho đến duyên sanh giải khác, vì tu tập tùy pháp hành pháp nên khéo trụ niệm; tám, từng lấy niệm trụ làm chỗ nương, làm kiến lập sẽ chứng thiện tâm tánh nhất cảnh; chín, lại dụng tâm tánh nhất cảnh đây làm chỗ nương, làm kiến lập khiến thánh huệ căn sẽ được sanh khởi; mười, nương thánh huệ căn vĩnh đoạn vĩnh viễn điên đảo tùy chứng lậu tận. Do quán các thắng lợi như vậy
Cho nên phân biệt kiến lập chọn lựa phân tích các pháp tu tập thiện xảo. Như vậy đã được quyết trạch năm thức thân địa và ý địa. Ở trong hai địa văn quyết trạch phần còn lại, không hiển nói thêm.